Bây giờ mình sẽ làm nhanh nhá. Mình sẽ làm nhanh. Bây giờ đầu tiên mình sẽ dùng một cái nền tảng là LaDiPay. Thầy đã nói rồi, các bạn vào cái trang web. Bạn vào trang web này đi. Thầy gửi cái đường link này nhá, các bạn đăng ký đi. Các bạn đăng ký vào cái trang này cùng làm với thầy đi. Bạn nào có rồi đăng nhập đi. Nào, đăng nhập đi. Đăng ký đi, thầy cùng các bạn làm nhanh nhanh cái phần này, ai cũng làm được. Nào, bây giờ các bạn đăng nhập vào đi. Lớp đăng nhập vào, nếu có máy tính nhá, các bạn có máy tính không? Máy tính không, đăng nhập vào cái đường link đó. Cả lớp đăng nhập vào đường link đó đi. Ok, ấn đăng nhập vào đi, cả lớp đăng nhập vào đi. Thầy sẽ hướng dẫn bạn nhanh làm một cái trang quà tặng, nó khá đơn giản thôi. Thời gian không nhiều thì thầy sẽ gửi thêm tài liệu cho bạn sau. Bây giờ để làm được việc này thì chúng ta sẽ cái này nó có cái bản miễn phí, mình cứ dùng tạm đi, một bản miễn phí nào đó đi, nâng cấp thì tính sau nhá. Thế bây giờ làm nào để mình đăng ký được vào cái trang tạo cái trang landing page này? Thì có rất nhiều cách các bạn. Thì cách dễ nhất đây là bạn vào mục tạo landing page mới như này. Bạn vào mục landing page bên trái này nhé. Bạn vào mục tạo landing page mới, xem thấy làm đi, xem thấy làm đi. Nếu mà bạn có điều kiện thì làm theo. Bạn vào landing page mới như thế này và bạn vào mục là tạo cái giao diện mẫu. Nếu bạn là chưa biết thiết kế thì bạn cứ làm giao diện mẫu đi, cái này thật nhanh rồi, thầy chỉ cho mấy cái rất nhanh rồi. Thì ở đây nó có rất nhiều các thư viện mẫu như thế này, thì bạn có thể chọn cái thư mục nào đó, ví dụ như là thư mục về về giáo dục đào tạo này chẳng hạn, hay là một cái dịch vụ nào đó đấy, một cái sản phẩm về về sách, bạn muốn tặng cái gì đúng không, bạn muốn tặng cái gì thì bạn cần phải biết được cái chuyên mục nó là chuyên mục nào đúng không, thì bạn chọn một cái thứ mà bạn muốn, ví dụ phần mềm và app chẳng hạn, bạn muốn tặng phần mềm và app chẳng hạn. Thế thì bạn bạn có thể sử dụng một cái template nào của nó. Thầy làm nhanh nhá. Thầy làm nhanh, như bây giờ bạn chọn một cái mẫu nào đó mà bạn thích đi. Thầy làm nhanh luôn. Ok không? Nó có rất nhiều mẫu các bạn ạ, nó có rất nhiều mẫu, mình chọn mẫu mà mình thích. Nhưng cơ bản ấy thì bạn cứ chọn một cái mẫu bất kỳ đi để mình thực hành. Ở đây ví dụ như là tặng tặng ebook chẳng hạn, tặng ebook và sách nói chẳng hạn. Trong kinh doanh của bán hàng, ở đây là một cái tên bất kỳ thôi để mình phân biệt thôi, không quan trọng, và bạn ấn tạo thì ngay lập tức nó sẽ sinh ra một cái trang landing page cho mình như thế này. Thế vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể thiết kế ra một cái bìa của cuốn sách nói này đúng không? Chúng ta có thể viết nội dung lại, tất cả những thứ này thì tôi có thể sửa lại đúng không? Tặng ebook, tặng 100 ebook và sách nói hay trong kinh doanh của bán hàng. Ok chưa? Và bạn có thể định dạng lại cái phông chữ này cho nó hợp lý. Thế thì làm nhanh đi nhá, chúng ta sẽ không cần phải phải quá là đẹp đúng không, thì làm nhanh đi. Ok, và đây là gì, tuyển tập, tuyển chọn những cuốn sách nói, cuốn ebook và sách nói hay nhất mọi thời đại. Đây là người ta gọi là, đây là sắp. À, đây là headline và đây là sub headline. Hôm trước nếu mà bạn nào xem thầy rồi thì trong những clip trước thầy đã dạy cái phần landing page rồi, thì thầy nói về về 12 cái section đấy. Đấy thì các bạn nắm được đúng không? Đấy, những cái này có thể xóa đi, hay là những cái này có thể là cho thêm nút action, call to action vào vân vân. Thế thì mục tiêu cuối cùng là gì ạ? Cái phần trang hoàng này thôi nhé, bỏ qua nhé. Mình sẽ có thể ẩn nó đi chẳng hạn, hay là xóa nó đi, hay thay đổi cái phần này không nói. Nhưng bây giờ mục tiêu cuối cùng là bây giờ làm nào để người ta điền vào như này. Người ta điền vào form như này, thì khách hàng nhận được email đúng không? Bây giờ mục tiêu là gì? Khách hàng người ta điền vào thông tin này thì mình lấy được cái gì nhỉ? Nào, mục tiêu của chúng ta là khi khách hàng điền vào form thì cái hệ thống này nó phải làm việc tự động cho chúng ta.
Khách hàng người ta nhập vào cái gì ạ? Khách hàng điền vào form, người ta điền vào cái gì? Người ta điền họ tên, người ta điền email và người ta điền số điện thoại. Thì cái hệ thống của chúng ta ấy, nó phải tự động làm việc cho chúng ta. Nhất đó là nó phải gửi thông tin khách hàng vào Google Sheet, gửi tất cả những thông tin người ta nhập vào đây này, ví dụ như là Nguyễn Hữu Nam, email người ta nhập vào để người ta, đúng không, email, điện thoại. Sau khi người ta ấn nút submit, người ta ấn nút đăng ký thì dữ liệu này phải điền vào những hệ thống của chúng ta như này, nó phải làm việc cho chúng ta như này. Thứ nhất là, thứ hai là gì, nó gửi cho khách hàng một email, gửi khách hàng một email tự động, và sau đó là một chuỗi email khác nào gửi cho khách hàng vào cái email này. Khi người ta nhập vào, người ta nhập vào email nào thì nó tự nó gửi về email đó. Và nó làm mức đơn giản nữa là nó cho phép là gì ạ, đưa cái số điện thoại đó mời vào nhóm Zalo, mời vào nhóm Zalo. Và cao cấp hơn, chúng ta có thể gửi một cái tin nhắn SMS hoặc Zalo cho khách hàng. Và một cái cao cấp hơn nữa đó là dùng kênh công nghệ AI để clone tự động. Đây là những cái thứ mà cho thầy hỏi là nếu bây giờ một người điền thông tin này vào mà nó làm được tất cả những việc này thì cho thầy hỏi các bạn, hệ thống mình có thông minh không? Ở lớp mình có thấy hệ thống này thông minh không? Comment là thông minh đi. Hello. Nhưng mà có thấy hay không á? Nếu mà hệ thống mình làm được việc như này thì có hay không đã? Bạn nhận được tất cả mọi thứ, gần như tất cả mọi thứ bạn nhận được. Thế thì làm nào đây? Thì ngày hôm nay thầy demo cho các bạn một vài cái thứ đơn giản nhất thôi, đó là bạn sẽ là lấy được Google Sheet, bạn sẽ có được họ đưa vào họ vào nhóm Zalo, được không ạ? Được không, tự làm việc được hết. Dài nhỉ, hoàn toàn mình làm được hệ thống như này luôn, hoàn toàn mình làm được chưa? Ok, vậy thì làm như nào? Giả sử đây là một cái form như này thì rất đơn giản thôi, bạn ấn vào cái phần form như thầy này, thầy sẽ gửi tài liệu cho bạn sau nhé. Bây giờ bạn xem thầy làm thôi, bây giờ đừng làm theo, nó không có nhiều thời gian để chúng ta làm theo, để lát nữa mình còn làm những việc khác nữa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào chọn, chúng ta sẽ chọn cái form form cần nhập dữ liệu như thế này, form như này, ấn ấn vào form này, nó chỉ có phần là lưu data này, kéo ấn chữ lưu data. Thì ở đây nó sẽ có những cái phần như là gì ạ, cái phần rất là quan trọng đó là phần cấu hình form này này, cấu hình form này, này. Thì bạn thêm một cái cấu hình form mới, bạn thêm một cái cấu hình như là, tôi nhắc lại nhỉ, trong một cấu hình form ở mục số 1 đây này, thì hiện nay nó không có cái form nào cấu hình cho nó được, thì bạn phải thêm một cái cấu hình mới. Thì trong đây thì có cái rất nhiều thứ bạn phải liên kết đến một cái email nào đó của bạn, thì bạn chỉ việc là ấn tạo tài khoản liên kết và nó cho phép mình liên kết đến ba thứ, thì vậy bạn liên kết cho thầy là bằng email của bạn. Bạn sẽ liên kết, bạn ấn vào cái tạo liên kết này, bạn nhập cái email của bạn vào là xong rồi. Bạn nhập email của bạn, bạn nhập tên cái email của bạn và email của bạn, ấn thêm tài khoản thì nó sẽ xuất hiện như thế này, nó xuất hiện một cái email như thế này. Đây là email đây này, bạn nhìn không, đây là một cái tên này, đây là cái email của thầy này. Thế thì liên kết vào thì bạn chỉ chọn cái email đấy thôi, bạn chọn email đây là xong. Đây là bạn muốn liên kết vào cái email nào để nó nhận cái file Google Sheet đó thì bạn chọn cái email đó. Tiếp theo bạn bạn tạo một cái liên kết thứ hai, thì bạn chọn là Google Sheet. À, đầu tiên là chọn một cái email là thông báo, thứ hai là chọn email là Google Sheet, thì bạn bạn chọn Google Sheet. Đây là thao tác thứ hai, bạn nhìn nào, thao tác thứ nhất là bạn muốn là nó gửi vào Google Sheet đúng không? Thì bạn phải chọn cái liên kết là Google Sheet, nó có sẵn cho mình rồi đấy nha, nó có sẵn cho mình rồi nha. Bạn chọn là gì, Google Sheet, bạn tạo liên kết này, bạn chọn Google Sheet và bạn kết nối đến cái
cái email chứa cái Google Sheet này là xong. Nghĩa là nó sẽ yêu cầu mình là bạn hãy kết nối đến cái email chứa cái file Google Sheet đấy. Rất đơn giản là bạn chọn một cái email chứa Google Sheet đó, thì nó sẽ xuất hiện cái Google Sheet ở đây. Bạn lại chọn nó. Thế những cái phần này thầy sẽ gửi rất là chi tiết cho các bạn sau. Cơ bản là để thầy chỉ cho bạn biết là cách làm thôi. Đây ví dụ nha, thầy làm từ đầu luôn này. Xem nhá. Đầu tiên là thầy muốn là nó sẽ có thông báo vào một cái email nào đó, thì thầy sẽ tạo tài khoản liên kết vào một email nào đó. Ví dụ thầy muốn là nó sẽ gửi vào cái email là lamlh chẳng hạn, a@hpshop.vn. Thầy chọn nó và thầy đặt email đây là tên email đúng không? Tên email đó là lamlh. Ok, thêm. Đấy thì bạn nhìn đây, cái email nó xuất hiện đây và thầy chọn nó là xong. Thì thầy đã có một cái liên kết đến cái email của thầy, và cứ có ai đăng ký vào form là nó sẽ gửi vào cái email của thầy. Cái chỗ này nó hơi hơi nhiều bước tí. Thầy tạo ra một liên kết thứ hai là về Google Sheet, thì thầy lại thêm một cái liên kết số 2 đây này. Bạn nhìn đây là 1/3 đấy không? 1/3 rồi. Bây giờ thầy tạo ra một liên kết nữa và thầy chọn Google Sheet. Thầy kết nối đến một cái email mà chứa cái file Google Sheet đó, ví dụ email này chẳng hạn. Thầy tiếp tục. Thầy đồng ý. Thì ngay lập tức nó sẽ sinh ra cái file thứ hai là chứa Google Sheet đây này, thầy lại chọn nó. Thầy lại chọn nó. Và như vậy thì thầy ở đây thầy sẽ chọn một cái bảng tính nào đó, hoặc là thầy tạo ra một bảng tính mới, một tạo ra một bảng tính mới. Bảng tính này là bảng tính là tặng sách chẳng hạn, ebook 2024 hay là tháng 10 2024. Thầy tạo ra một bảng tính ở trong cái email lam nh đó, thầy tạo ra bảng tính đó. Đó là cách mình làm. Tiếp tục. Vậy thì thầy đã kết nối cùng một thời điểm, nó sẽ gửi email vào cái email này cho thầy. Có 10 đăng ký mới và nó sẽ gửi cho một thông tin vào cái Google Sheet này. Đúng không ạ? Hoàn tất. À, đặt tên cấu hình cho nó là cấu hình hôm nay là cấu hình tháng 10 năm 2024. Đây, một cái cấu hình form. Form của mình sẽ đặt tên như này. Và ở đây mình đã chọn cái form đó rồi. Đúng không ạ? Ngoài ra, mình muốn là khi khách hàng đăng ký xong thì chuyển hướng vào nhóm Zalo của tôi, thì tôi làm như nào? Thì tôi sẽ vào cái mục là gì ạ? Đây ạ. Điền form thực hiện hành động khi hoàn thành form này, thì mình ấn vào đây. Mình thêm một hành động. Hành động này là hành động có tên là gì? Chuyển hướng sang một cái trang đích. Chuyển hướng đến cái nhóm Zalo thôi. Bây giờ mình sẽ đưa một cái nhóm Zalo vào đây. À, bây giờ mình đưa một cái nhóm Zalo vào đây, ví dụ như cái nhóm Zalo này. Tôi sẽ đưa cái nhóm Zalo này vào. Bằng cách là tôi vào cái nhóm Zalo tôi mới copy đường link này. Sau khi khách hàng điền form xong thì nó sẽ đưa vào cái nhóm Zalo này của tôi là xong. Chuyển hướng đến một cái trang đích. Trang đích của tôi chính là cái nhóm Zalo. Tôi thêm hành động vào. Bạn hiểu ý không nhỉ? Tôi xóa cái hành động này đi. Tôi hủy bỏ hành động này. Đấy, tôi thay thế cái hành động bên trên, cập nhật. Bạn hiểu không ạ? Cả lớp mình hiểu hiểu cái phần này không? Nói chung là nó hơi rích rắc một tí, nhưng mà nếu mà hiểu được bản chất thì nó cũng không gì khó cả. Ít nhất là tôi đã làm được đưa vào nhóm Zalo, và ít nhất tôi đã làm được là gì ạ? Gửi vào Google Sheet. Tất cả những thứ đấy là nó chỉ có mấy cái thao tác ở chỗ này thôi, ở cấu hình form này thôi. Hello. Cũng đơn giản đúng không ạ? Cái phần này các bạn làm là chắc chắn làm được. Chắc chắn làm được. À, em không thấy phần lưu data, em ấn lại đi, em ấn ra ngoài, ấn chỗ trống này, xong ấn lại nó mới ra lưu data nhé. Ấn ra chỗ trống này xong ấn lại vào cái vị trí nào đó nó mới ra lưu data. Ấn vào chỗ trống, ấn vào nó lưu data. Ok nhé, thầy thử nhé, thầy thử xuất bản xem nó làm được điều gì rồi nhé. Bây giờ thầy thử xuất bản này. Thầy thử xuất bản thật nhanh nhá. Cái này mình chỉnh sửa lại đi. Ôi, thầy 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 làm nhanh, thầy làm tắt đi, chỉnh sửa lại cái bản mobile này. Đấy, trên bản mobile này ví dụ thầy làm tắt đi. Ok. Đấy, trên bản mobile thì sắp xếp lại. Đấy, gọn gàng rồi, thế xuất bản lại nhá. Rồi bây giờ thầy xuất bản nó với một cái tên miền, ví dụ như là tên miền là dự án 100.vn, và đây là gì? Tặng sách 2024. Ok chưa? Xuất bản. Thì bây giờ tôi ấn vào cái này thì nó sẽ xuất bản ra một cái trang đích như thế này. Và tôi điền vào thông tin vào nhé, tôi thử điền thông tin, các bạn thử điền thông tin vào đi, các bạn thử điền thông tin vào, kéo dưới cùng này, điền thông tin vào thì nó sẽ làm được mấy việc như mình vừa làm ấy, ví dụ như là Phạm Kiều Anh này đúng không? Ok, là điện thoại này,
gửi đi này. Nào, Phạm Thiều Anh. Thiều Anh. Các bạn thử đi. Rồi số điện thoại nhập vào. Gửi đi. Thì bây giờ khi gửi đi thì bạn nhìn đơn, tự động xuất sinh ra cái nhóm Zalo cả lớp mình đã nhìn hay hiểu chứ nhỉ? Khi ấn vào ngay lập tức nó vào nhóm Zalo chưa nhỉ? Hello. Hello. Tự động vào nhóm Zalo đúng không nhỉ? Và ngoài ra thì bạn có thể mở ra, bạn sẽ thấy được dữ liệu mình đổ về Google Sheet rồi. Bạn mở cái mail của mình ra. Bạn mở cái mail Lam LH ra nhá. Đây ạ, bạn xem Google Sheet của mình nó sẽ có cái dữ liệu chưa? Cả lớp mình thử điền form lên thấy xem nào. Google Sheet nó có cái mục là tặng sách đây bạn nhìn nào. Google Sheet mình đã tạo ra vừa rồi này, tặng file này. Các bạn nhìn nào. Hello cả lớp mình. Điền form đi, điền form đi, cả lớp mình điền form đi. Các bạn nhìn thấy dữ liệu nó đã điền vào hết vào đây rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy ổn không ạ? Hello nhà mình có thấy ổn không? Có thấy hay không thì comment là rất hay đi. Hello hello. Ô phần này bắt đầu nó khó rồi đúng không? Nó khó hơn một tí rồi các bạn thấy có nản không? Có nản không ạ? Điền vào đi, điền vào đi, điền vào đi, điền vào đi, điền vào đi. Ăn thua gì? Nhưng mà thấy là nó hay không? Và bạn có vào được nhóm Zalo không? Bạn các bạn có thấy nhóm Zalo đấy không? Các bạn có thấy nhóm Zalo đấy không? Các bạn có thấy vào được nhóm Zalo đấy không? Hello. Các bạn đã hiểu được cái quy trình chưa? Các bạn nhưng mà hôm nay thực sự các bạn đã hiểu được cái quy trình người ta đã làm được như nào chưa? Còn phần email thì phải cấu hình thêm một tí nữa mới làm được. Đăng ký vào form đi thì có nhóm Zalo mà, đăng ký vào form đi, đăng ký vào form này thì thấy có Zalo luôn. Đăng ký vào form này đi. Cả lớp đăng ký vào cái form mà thầy vừa gửi lên trên nhóm chat này, cái ô chat này này thì sẽ vào được nhóm Zalo. Các bạn có muốn tự tay xây dựng được những cái hệ thống automation như này không? Sau này sẽ có những hệ thống cao cấp hơn nữa là gọi được điện này, rồi gửi được email này, rồi chăm sóc email theo một cái quá trình mà mình muốn này. Cả lớp mình có muốn được tự tay mình làm được hệ thống này không? Cả lớp muốn tự tay mình làm được hệ thống hút người ta vào cái nhóm đội nhóm của chúng ta. Hello. Yes, comment là yes. Comment yes. Comment yes. Nếu bạn muốn tự tay làm được cái hệ thống này. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đây các bạn thấy các bạn nhìn tự động các bạn vào đây này, nhiều người rất nhiều người mới vào đây này. Có rất nhiều người mới vào này, đúng không? Có rất nhiều người mới vào cái nhóm này này đúng không? Thầy các bạn đã thấy được người ta vào nhóm Zalo như nào chưa? Bao nhiêu bạn đã hiểu được người ta vào nhóm Zalo của thầy tự động chưa? Hello. Hello. Bao nhiêu bạn thấy Zalo tự động chui tăng 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 ầm ầm lên chưa? Hay không? Hay thì comment hay đi. Hay thì comment hay đi. Nhân đây thầy sẽ cho bạn một hệ thống automation nữa nhá. Thầy tặng quà luôn. Bao nhiêu bạn bây giờ muốn nhận quà luôn? Quà lớn luôn. Bao nhiêu bạn bây giờ thầy muốn nhận, có muốn nhận quà nữa, thầy cho các bạn biết được cách sức mạnh của inbound marketing, sức mạnh của nhận quà, sức mạnh của inbound marketing, sức mạnh của mình tận dụng công nghệ, sử dụng công nghệ. Bao nhiêu bạn muốn nhận quà bây giờ? Comment đi, tôi muốn nhận quà. Comment đi. Comment đi. Tôi muốn nhận quà. Tôi muốn nhận quà, tôi muốn nhận quà. Và bây giờ vừa nhận quà vừa vừa test cái hệ thống automation nó chạy nha. Các bạn xem hệ thống một hệ thống automation nó chạy, tuy nhiên nó cũng chưa hoàn hảo, nó cũng chưa đầy đủ nhưng mà cũng là tốt rồi. Mình sẽ thực hành luôn nhé phần này nha. Mình sẽ thực hành luôn. Bây giờ thầy có một cái chương trình mà thầy được mời vào ngày 13 tháng 10 dạy về cái nghề làm diễn giả, nghề làm đào tạo ấy. Ai muốn quan tâm, chỉ người nào quan tâm đến nghề làm đào tạo thì nghề làm diễn giả thôi, nghề làm đứng sân khấu rồi nghề mà được chia sẻ, nghề đi dạy đội nhóm
nghề mà đứng nghề là một người thủ lĩnh, một người leader thì tham gia chương trình này rất là có lợi. Ai muốn học không? Miễn phí một buổi một ngày. Nghề làm leader, nghề làm dẫn dắt, nghề làm MC, nghề làm người đào tạo, nghề làm người trainer, nghề làm người diễn thuyết, nghề làm người xây dựng một đội nhóm mà mình cần phải đào tạo cho họ, một leader, một cái nhóm nhỏ cũng được, một cái nhóm lớn cũng được, một cái người đào tạo chuyên nghiệp cũng được. Thì ngày 13 tháng 10 thầy có một ngày thầy được mời làm chia sẻ ở sự kiện đó, rất đông người tham gia. Ở đây các bạn muốn không, muốn 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 không, các bạn có muốn không? Muốn thì phải dùng ai con món này rất muốn đi. Tôi tặng cho bạn một ngày, tôi tặng cho bạn một ngày luôn, tôi tặng cho bạn một ngày. Và tôi chương trình này là chương trình nào đây? Đây, tôi được trực tiếp đào tạo cùng với anh Andy Huỳnh Cộng Minh, một cái master trainer rất là chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chương trình này online 100%, chương trình này online 100%, thầy tặng cho các bạn nhé. Chỉ các bạn ngồi đây thì đăng ký vào link này. Các bạn đừng đừng comment nữa nha, đừng comment nữa, đăng ký vào link này đi, đừng comment nữa. Cả lớp đăng ký vào link này đi để cảm nhận được cái landing page nó làm việc như nào, bằng cách là bạn kéo dưới, bạn nhập tên, nhập email, nhập số điện thoại chính xác vào công ty, hay là không không có công ty thì nhập nhập là không có công ty, email tên, nếu có công ty nhập công ty vào, điện thoại email tên nhập vào đi, kéo kéo xuống là bạn nhập được nha. Làm luôn đi, làm luôn đi ạ. À, thật nhanh đi. Và bây giờ thì gửi cả vào nhóm Zalo nhá, bạn nào đăng ký tặng cho các bạn, tặng cho các bạn luôn chương trình này một ngày. Thầy được mời làm chương trình, một trong những diễn giả trong chương trình này, chương trình một ngày, chương trình rất là hay, đó là chia sẻ về nghề đào tạo, chia sẻ về nghề đào tạo nào. Cả lớp mình làm đi, chia sẻ về nghề đào tạo, làm đi, nhanh đi, thật nhanh đi ạ. Chia sẻ về nghề đào tạo xem nào, chia sẻ về nghề đào tạo. Có ai đã vào được nhóm này chưa? Ok chưa? Tất cả các bạn nào được vào được nhóm này chưa nhỉ? Chia sẻ nghề đào tạo 8:30 có mặt nhá, đến 4:30. Bạn nhìn hệ thống nó chạy chưa? Bao nhiêu bạn thấy hệ thống nó đang chạy rồi? Bao nhiêu bạn nhìn thấy hệ thống nó đang chạy rồi ạ? À? Có vui không? Bao nhiêu bạn thấy hệ thống nó đang chạy rồi? Có thích không? Có nhận email không? Các bạn có nhận email chưa? Có nhận email không? Có nhận email không? Có nhận thấy hệ thống nó đang chạy không? Vui không? Đây là inbound marketing. Thầy được demo luôn cho bạn inbound marketing nó hoạt động như thế nào. Hiểu inbound marketing chưa? Hiểu inbound marketing chưa? Hello cả lớp. Các bạn thấy vui không? Các bạn đã hiểu inbound marketing chưa? Inbound marketing. Comment đi. Inbound marketing. Comment đi, nó quá hay đi. Inbound marketing. Inbound marketing. Nó quá hay. Nó là miễn phí. Mà chương trình này là chương trình đúng ngày doanh nhân luôn, đúng ngày doanh nhân luôn. Chương trình này đúng ngày doanh nhân Việt Nam luôn. Và bạn thì bao nhiêu bạn thấy nó quá tuyệt vời ạ? À? Bao nhiêu bạn thấy nó nhảy tinh tách này, nó quá là vui ấy. Nó quá là tuyệt vời. Và các bạn có nhận email không? Có nhận email, ai nhận email mở email lên đi. Ai nhận email rồi, có nhận email không? Ai muốn quét thì quét đi cũng được, đây quét đây nhóm này đấy, đây nhóm này quét đi, ai chưa quét được thì quét đi, ai muốn, ai không biết thì quét đi. Có nhận email không, comment xuống đã nhận email, comment là đã nhận email, comment là đã nhận được email. Bạn sẽ xem cái hành trình người ta chăm sóc bạn như nào nhé. Cả lớp từ ngày hôm nay sẽ nhận được cái hành trình người ta chăm sóc bạn nhé, từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 10 người ta chăm sóc như nào. Nào, cả lớp mình nghe. Bây giờ sẽ học cái cách người ta chăm sóc bạn, hành trình nào, cái hành trình email. Bạn sẽ nhận được một email tự động chưa? Bao nhiêu bạn đồng ý là nhận được một email tự động chưa nhỉ? Và có một hành trình, một hành trình, một chuỗi email khác chăm sóc cho đó, một chuỗi chăm sóc cho đó. Tiếp theo, hello, bạn thích cảm nhận thế nào ạ?
Các bạn cảm nhận thế nào? Các em cảm nhận được thế nào ạ? Có cảm nhận gì không ạ? Cảm nhận những hệ thống này nó có thông minh không? Và nó cần mấy người ạ? Nó cần nhiều người không? Cho thầy hỏi này, nó có cần nhiều người không ạ? Thế mới hay. Nó là automation rồi. Hiểu bài không? Ngày mai các bạn sẽ được học bán những phần mềm bên Thái Nam, đúng các phần mềm luôn, mấy trăm phần mềm luôn, muốn học không? Ngày mai muốn học bán những phần mềm bên Thái Nam không? Mấy trăm phần mềm hay luôn, có học không? Mấy trăm phần mềm luôn. Hello. Có mấy trăm phần mềm luôn, mai có học không? Tất cả những ông bà nào mà không có tiền ấy, thì ngày mai đi làm đi, đi học đi để có tiền để đi học Thái Nam. Hoặc là về Hải Phòng được dạy chi tiết, học tất cả, bán tất cả những phần mềm này. Được không ạ? Ok không? Tất cả mọi thứ thầy có hết trên đời này, có thấy tuyệt vời không? Tất cả mọi thứ thầy có hết trên đời này, các bạn có thấy hay không? Comment đi. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thầy có hết. Ông trùm của các ông trùm luôn với công nghệ. Đủ mọi thứ trên đời này, đủ mọi thứ để mà chúng ta kiếm tiền. Năm 2024 này, làm sao phải lo lắng về sản phẩm nữa. Kiếm tiền cùng nhau đi. Hello. Làm sao mà phải lo về sản phẩm nữa? Thế cái phần là quảng cáo video trên YouTube. Cái phần là biên tập video. Thì thầy đồng ý là các bạn hai phần này nó cũng khá quan trọng, thầy sẽ gửi video thêm cho lớp mình trong nhóm được không nhỉ? Thầy gửi thêm video nhé. Vì thời gian cũng không có nhiều nên là thầy bây giờ đi phần này thì nó dài lắm. Thầy đi tất cả những phần này nó rất là dài và không thể nào diễn tả được. Thì bao nhiêu bạn đồng ý là thầy sẽ gửi tài liệu này cho các bạn thông qua nhóm Zalo đấy, hay là email, các bạn đã đăng ký vào hệ thống của thầy thì thầy sẽ gửi thêm cho các bạn. Đồng ý không nhỉ? Nếu bạn nào mà muốn thì có thể nhắn tin riêng cho thầy để lấy những cái tài liệu này, thì thầy hoàn toàn có thể là nếu không thấy ở đâu thì cứ nhắn trực tiếp cho thầy trên Zalo.